Những người anh em từ các thôn bản kết nghĩa đã trở thành thông lệ, khi cây lúa chĩu bông, củ mì đã căng mình phổng phao để sẵn sàng cho mùa thu hoạch, cũng là lúc anh A Thương, thôn Đắc Ung, xã Đắc Nhom, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum, đón những người anh em từ thôn kết nghĩa Brong Nội, cụm bản Đắc Ba, huyện Đắc Trưng, tỉnh Sê Công, Lào, sang chung tay cùng gặt lúa, nhổ mì. Anh A Thương chia sẻ, trước khi kết nghĩa, bà con làng mình và Brong Nội đã chơi thân với nhau rồi. Bây giờ kết nghĩa thì càng thân hơn, giúp nhau làm rẫy, giúp nhau thu hoạch mùa màng, cùng nhau đón Tết của Việt Nam và Tết của Lào. Chúng mình biết tiếng của nhau, hiểu nhau và thương nhau. Tỉnh Kon Tum có đường biên giới quốc gia dài 292,522 km tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia. Tỉnh có 13 xã biên giới thuộc 4 huyện gồm Đắk Lây, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia Hơ Rai, tiếp giáp với các tỉnh Sê Công, Atapu, Lào và tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Hoạt động giao lưu, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, trao đổi hàng hóa của cư dân dọc tuyến biên giới của tỉnh Kon Tum và các tỉnh giáp biên của Lào, Campuchia đã diễn ra từ lâu đời, tạo nên tình hữu nghị mang tính truyền thống, gắn bó bền chặt. Với phương châm dựa vào dân, nhân dân là chủ thể, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống, hoạt động DNND được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, bảo đảm huy động cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó nhân dân là chủ thể. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum, cho biết tỉnh Kon Tum đang duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa của các thôn, làng biên giới. Từ hoạt động kết nghĩa này, người dân hai bên biên giới được tuyên truyền, hiểu rõ các hiệp định, quy chế biên giới, phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý biên giới. Tiếp tục củng cố, mở rộng các hoạt động giao lưu, đối ngoại. Bên cạnh hoạt động kết nghĩa của các thôn, làng, hoạt động giao lưu giữa Bộ đội Biên phòng Kon Tum với các đại đội biên phòng, lực lượng bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia cũng được triển khai thường xuyên. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh đều tổ chức các đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới của nước bạn Lào và Campuchia. Nhân dân khu vực hai bên biên giới được các lực lượng chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định và thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Công tác DNND được kết hợp với việc triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, theo chỉ thị số 01 CTTTG ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 336 tập thể thôn, làng, 1.210 lượt gia đình, 1.426 lượt cá nhân thuộc 13 xã biên giới tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc, 4.123 lượt gia đình, cá nhân đăng ký tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng,